Hi, xin chào tất cả các bạn. Cái video trước á, thì là mình có nói là mình sẽ đi lên rừng thông minh này. Mà đi hồi bữa trước á, thì đi là không có ý cỡ nào luôn. Bây giờ mình quyết định về nhà hỏi cô á, thì bà kêu là đi lên cái chỗ có chuồng bò. Đây, cái chuồng bò này, còn đi lên đó mới dễ. Rồi, bây giờ mình cùng các bạn đi lên cái chuồng bò và đi lên cái rừng thông nha. Trời ơi, bữa nay nắng chang chang chắc chắc. Rồi, đi thôi. Đúng rồi, chỗ chuồng bò đây nó có cái đường đi lên nó la la dở hơn cái đường video trước mình làm này. Cái gì vậy ta? À, cái lưới cây tự động này. Rồi, à, chỗ nó la la này, lên thôi. Lên dở luôn này. Hồi đó là luôn, hồi đó biết trước hôm bữa là mình đi chỗ này mà không biết thôi, giờ cũng được mà. Bây giờ mình dẫn các bạn lên rừng thông nha, đây cũng là lần đầu tiên mình đi lên trên đó luôn á. Đánh đánh mà sai sót nghe chim hót nữa được sướng tay kìa ha. Rồi, đi lên. Lại là cái đầu giúp là truyền thống của mình. Ê. Đi cái này mẹ nó chờ một cái là nó chạy, chắc nó chạy lên tới cổ luôn ạ. Không, mình nó trơn quá, nó trời nó té. Khu này đất đây là đất đỏ chứ không phải là nó trơn quá mẹ quên, chắc xíu nữa là nó trơn kiểu vậy chắc tôi vứt luôn đôi dép luôn đi chừng cái đất luôn quá. Ô, thế là mình đeo lên được rồi mà thấy đám ngủ ở dưới không, bây giờ thăm nha. Đó, thấy rừng thăm chưa? Cái khác hẳn mấy cái rừng Bạch Đàn ở vùng mình luôn á. Đánh qua, đánh qua. Đây nè. Rồi, bây giờ lên tiếp nha. Đẹp quá các bạn ơi, trên này đẹp lắm. Rồi, lên đây mình quay cho các bạn xem là đẹp như thế nào nhá. Đây. Ủa chỗ này có cái đường cái đi hả? Vậy sao này giờ mình không đi đường đó, tự nhiên đâu không chịu trong kia đi trên tất trượt vậy? Thôi không sao, chứ mình đi đường đó gì à? Đẹp quá mọi người ơi, rừng thông này coi được. Rồi lên tiếp nha. Ném cái bụi cỏ này tuyệt diệu rồi. Đây là một que thông. Đây, mình tìm thấy một que thông to hơn nữa này. Wow. Không biết gặp cái que nào to hơn nữa không nữa. À, cứ đi đi. Cái dốc núi này nó cao còn gấp mấy lần cái núi Bằng Chè chúng mình nữa. Đây này các bạn thấy không? Mình cũng thôi chứ là leo lên tháp đỉnh rồi, cái mình quay xuống cho các bạn xem nha. Không biết các bạn nào bỏ đầu dép ra. Dép đất không mà đi rất là trơn. Mà đất này đường nó rất là dốc nha. Mình quay chỉ là để các bạn là liên tưởng là mình đeo nó khó như thế nào.
nó dốc lắm như các bạn thấy. Leo lên, leo lên. Mà dốc 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 cũng không khó leo lắm đâu. Ở dưới kia nó khó mà lên trên này không khó lắm. Trên này là rung động. Đây là một gốc thông cổ thụ, nó to cơ. Đây, mình đứng nói đi à, thấy thế nào, quá to luôn. Còn độ cao nữa, ý quá cao. Đứng nghỉ một gốc rồi để tiếp nha. Các bạn nhìn thấy chưa? Vẫn chưa thấy ở dưới. Và đi tiếp. Chim hót kìa. Mình thăm này. Cây. Và trong mấy thì nó không có đẹp lắm, mà bên ngoài nó rất là đẹp nha các bạn. Cây này nó giống cái cây con chuối, mà mình không biết cái cây này phải cây con chuối không nữa. Thao cây thì cỏ nó đi, cứ đỡ nó nè vào đó đi. Núi này cao gấp mấy lần cái núi Trà Rang ở vùng mình. Các bạn thấy chưa, ở khu dưới kia là khu dân cư người ta ở này. Leo hơi cao rồi đó, mà bây giờ leo tiếp đi. Cũng dở leo mà leo lên đỉnh luôn đi. Và quay xuống thành phố một lần nha. Đây rừng cà thông là cây. Một cây cây rất là to. Cái cây cây này lâu đời lắm rồi á. Cây cây to ghê lắm. Cái cây to như là cái cây hồi nãy mình quay đó các bạn. Cây nào mình thấy cũng cây chà bé thôi. Nguyên một khu chỗ kia rồi. Đó, thấy không? Mình cứ leo một đường thẳng lên thôi nha. Các bạn thấy ai leo núi bằng đôi dép Lào chưa? Mình leo núi bằng đôi dép Lào này các bạn lên nó trọt. Muốn được luốc xuống quá. Thôi kệ đi. À, hôm nay phát hiện ra mình một cái ngu nữa. À, có một đường cái nữa này. À, thấy có đường cái không? Đó. Có cái đường cái nữa này. Phát hiện mình ngu tự nhiên đường không đi theo đường cái tự nhiên nấu cùng vậy đi dưới đi luôn. Thôi mà có cũng được không sao. Đi đi. Để lên tiếp đi. Hình như cái đường xanh ốc sao ta? Trước nữa mình đi vờ mình đi cái đường xanh ốc thôi được không ta? Giờ mình cái ngẫu hứng mình treo thánh một hơi thôi, không theo cái đường cũ mình đi theo đường mới thôi, được không ta? Không biết hình như người ta xây cái đường xanh ốc hay sao ta. Lần đầu tiên mình leo núi này luôn đó. Ây. Đứt tay rồi. Cái cây cỏ này nó bén thật ạ. Nó bén như là mía đó các bạn. Mới đụng vào nó chém cái tay mình đứt tay rồi. Chị máu rồi.
Thôi cả cứ leo đây. Càng lúc lại càng lên, nó thấy nó càng khó rồi nha. Càng lên càng dốc rồi nha. Bên kia rất là đẹp. Rồi tối đó thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đẹp quá. Trời ơi đẹp quá, quá trời đẹp luôn. Wow, tướng cái cành này là nó ấy, mình cầm cái gỉ luôn rồi. Bây giờ là bò luôn rồi. Bỏ luôn chứ không có treo được nữa. Bây giờ mình treo đi thằng đứng là có thể nó tí đó. Ai vớ được một cái coi. Vừa leo bằng chiếc lao, một tay cầm điện thoại. Mình thấy không? Bây giờ mình leo hơi xe rồi nha. Các bạn thấy cái chỗ mà cái hàng hàng này không? Cái hàng đổ quay rồi nãy mình quay phim đó. Nên thấy cao chưa? Chưa cao đâu, còn trên này nữa nè. Cao ghê lắm. Lên rồi quay tiếp nữa nha. Rồi có nó. Nắm đi. Đeo luôn. Cái này mà có ai mà quay phim mình sẽ thấy cái tướng mình đi leo rất là giống khỉ. Cái nó giống con gì giống này. Nó lên tới nơi là được. Cái này có mấy cái coi này. Không biết cái cây này tự nhiên hay là ai trồng không biết. Thêm một hàng rất là đẹp đó. Cái cây này ạ, ở dùng mình người ta đào để nó trồng vào mấy cái công viên. Ở đây người ta trồng hay là nó tự mọc mình cũng không biết nữa. Thôi kệ nó đi. Nó nằm thôi, cái đứa nằm đó đi. Mình có leo lên đi. Đừng có phá hoại của người ta là được. Wow, rất là nhiều qua thông trụng này. Bạn thấy không? Chắc lấy vài cái và làm kinh nghiệm chơi. Thăm này. Đường nó dốc. Đường lên dốc đấy. Sao thành đứng quá trời. Rồi lên tiếp. Trên này rất là đẹp. Sao trên này đẹp như thế này mà. Một cây thông cố thủ nữa này. Mình đứng sau cây thông đi. Mình thấy nó to không? Mình thấy quá to luôn. Rồi đây. Một dốc. Một dốc đất thẳng đứng nữa này. Dốc đất này. Đây, giờ bộ này mình lại gần mình đứng thôi nhé. Thì đứng như thế này. Ai, à, mình ngồi xuống, không thấy đâu luôn. Đứng giờ cũng thấy luôn. Cái cao chút lên trên kia. Bây giờ phải treo lên đây nữa. Thôi, treo tiếp đi. Treo không được ở bò. Wow. Ôi đúng rồi đó. Ây à. Nó chọc 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 à. Nó chọc nguy hiểm quá. Cố lên trèo tiếp mình làm được. Thôi vứt mẹ tôi dép lên kia đi. Chọc quá treo chân không chắc nó dễ luôn á. Tôi dép đi. Bay lên kia rồi. Leo lên là bấm nó sao. Leo trên không nó dễ hơn leo. Leo cái đầu dép á. Leo lên được rồi. Lấy cái đầu dép điện thoại cầm đi đi. Wow. Lên này đẹp lắm các bạn. Trời mắt rồi. Ta
thằng bé này. Đẹp quá. Chưa tới đỉnh thôi nha các bạn. Bạn thấy không? Ta sao quấy luôn rồi giờ không nhìn thấy luôn cái chỗ dưới đó. Rồi lên được không biết xíu mình xuống kia kiểu gì nữa. Ta cố đi, tìm lên, tìm được lên rồi tìm được xuống. Còn đường nó lên nữa nha. Cái núi này to quá. Gai cào. Mình biết thường là lên đây cũng có gai nên mình phải mặc đồ dài. Lên đây. Lên rồi xuống rồi lên chỗ kia hả? Mình còn không biết mình có leo nấu chỗ kia không nữa. Đây. Cao lắm các bạn. Cái dốc dưới kia hồi nãy nó dốc 1 mà dốc trên đây giờ nó dốc 10 vậy á, nó cao chắc gấp 10 lần cái hồi nãy. Chắc mình nên dừng lại ở chỗ này. Rồi mình quay xuống. Tôi khi biết dừng lại đúng lúc thì nó cũng là hay. Mình thấy chỗ kia cũng đẹp lắm. Mà thôi đi qua bên đấy thì đi rồi có thể mình biết từng xuống đó. Mình nghĩ mình không nên dừng lại. Hấp dẫn quá thôi, để lỡ đi đi luôn đi cũng được. Wow. Ui. Đây, cái dốc này mình nói dốc 1 mà giờ dốc 10 này. Thấy không? Không thấy gì đúng không? Tại cao quá sao thấy? Thôi thì mình đi qua cái khu mà đẹp đẹp cái đi. Quay cảnh đó cho các bạn cùng chiêm ngưỡng nha. Rồi mình đi xuống. Chứ bây giờ mình đi leo lên cái nữa mình cũng biết có leo được hay không. Cái dốc nó cao quá, sao mình leo lên tới đỉnh nó được. Mệt quá. Cao quá. Quả thăm này. Chắc mình làm hai cái này vào làm kỷ niệm đi. Đụng được cái gì bám víu là cứ bám víu. Nó mà lên xuống này là chắc ăn cám luôn, ba má nhận không ra luôn quá. Đây các bạn, cái khu hồi nãy mình nói kêu là nó đẹp này. Đó. Đó, đẹp không? Ở ngoài nó thấy đẹp lắm các bạn ơi. Mà muốn qua nó quá. Thôi cứ qua đi. Comment theo cái đường dốc rồi đi qua. Qua rồi đi xuống nha. Bây giờ ghé cành cây luôn à. Thôi. Mình biết là leo tới đây là nên dừng lại được rồi đó. Mặc dù biết mình kêu rất là đẹp. Nhưng mà mình nên ốp tại đây. Xong rồi mình tắt cái điện thoại mình leo xuống nó sẽ dễ dàng hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video tới đây rồi. Chào tạm biệt các bạn nha. Cái này mình đã trượt xuống cái chắc ba mé nhận ra luôn á. Nó sâu lắm các bạn ơi. Thôi nha. Mình tắt điện thoại đây. Bye bye.